cũ thì ta sẽ cũ, vì nhân loại chẳng ngại phong ba. Kẻ nào cản dù là thần thanh, ta không còn biết cũng giết không tha. Buddha đại diện nhân giới vì sự diệt vong của chúng sanh. Người mang nguồn sức sống mới chỉ có thể là Buddha vẫn đang tỏa sáng, đánh bại những kẻ đang phỉ báng. Nếu những trận chiến không có hồi kết thì đánh như nào mới thỏa đáng? Một chấm trên trán là pin đi, được cho là luôn xa thứ sáu, vẫn gọi là con mắt thứ ba, giúp ngài tập trung khi chiến đấu. Ngài được ghi chép trong trang sử, hình tượng thiên liêng của bái tánh. Ở đất Na Rốt là phiên bản khác, một diện mạo khác trong sang chảnh. Sơ tài Đức Phật là sơ tài mới, phong cách thay đổi để kịp thời đại. Không có ai giúp ai tất cả, và nếu có đó là lời mời giải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Thích Ca Mâu Ni, giúp cho chúng sanh không còn khổ và những xui đuổi mau qua đi. Mà con đường đời này nhiều 12 ta không từ bỏ tất đặt đà. Những nơi ngài chuẩn bị đi đến thì cứ nhặt ra. Khi được sinh ra ngài đi 7 bước, nở 7 hoa sen có chứng cứ. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Ngài chính là hoàng tử thời trẻ, nhưng đã chứng kiến đau khổ ly tán. Biết rồi xa hoàng cung lộng lẫy, đi tìm con đường nổi tiếng nhân gian. Bộ mặt với giới ngài vẫn hòa đồng, nhiều vị thần khác cũng vậy à. Tâm ngài trong sáng cũng dính vết nhơ, đừng ép sắc xanh ai đi đà. Nhưng nếu đồng tiền chỉ có một mặt thì trên thế gian này không có xạo. Nếu con mèo bị gầm tiếng hổ thì những ai từng là tình đã xạo. Một cú đá chỉ mới đời qua về rồi phu cu đã choáng ngốc xỉu. Về phản xạ lần cả thể chót thì trong tích tắc đã thoáng mất tiêu. Luôn giới trưởng không để san sẻ cho những vị thần dù quen hay lạ. Món vũ khí vốn được sinh ra là dành cho ngài. Đức Phật Bồ Tát là giải thoát cho những chúng được tương lai. Chuyển giới lục đạo đó cho lai chương thức hai. Theo tâm chi kiến nó đã giải cùng đất giai. Nên tâm tắc của công thức ngài đại diện cho